Xin chào các bạn, hôm nay mình quay trở lại với video review cái dự án Lanixess này. Đây là trong cái chính thức của cái dự án Lanixess này. Thì cái dự án này là tương lai của vận tải đường bộ và train freight supply shipper, nền tảng tự động hóa nhà cung cấp. Lanixess đang chuyển đổi ngành công nghiệp hậu cần toàn cầu bằng cách xây dựng mạng chuỗi khối tối ưu hóa trực tiếp shipper to carrier được cung cấp bởi các hợp đồng thông minh. Điều này sẽ thúc đẩy hiệu quả lớn, tiết kiệm chi phí vào ngành công nghiệp và thúc đẩy cái sự phát triển của một mô hình kinh doanh mới trong cái hậu cần vận chuyển hàng hóa. Đây là đã được cái bảng sáng chế của Hoa Kỳ số 9928475. Đừng bỏ lỡ cái thế hệ này và hãy tham gia ngay vào cái dự án Pre-ICO ngay bây giờ. Hiện tại nó đang mở bán tư nhân private paid, bạn có thể tham gia ngay bây giờ. Thì dự án này cái dựa trên cái nền tảng lái xe tương lai của cái vận tải và hậu cần, thì di chuyển sản phẩm từ điểm A đến điểm B luôn luôn là một quá trình rầm rầm về không còn nữa. Thì blockchain ASIC này sẽ trao quyền cho các chủ hàng và nhà cung cấp dịch vụ để hợp lý hóa và tự động hóa nhiều quy trình chính. Thì kết quả là các chủ hàng và hãng sẽ không còn phải sử dụng các nhà cung cấp tốn kém và của bên thứ ba, chẳng hạn như một môi giới vận tải, ba nhóm bên logistics, 3PL và giao nhận hàng hóa. Nhiều người trong số họ tính lên đến cái khoản phí 30% để xử lý các giao dịch, tính vẹn toàn vẹn dữ liệu và bảo mật cho cái giao thông vận tải. Thì thị trường logistics toàn cầu sẽ đạt 15.000 tỷ đô la vào năm 2023. Thì tính toàn vẹn dữ liệu này chưa bao giờ quan trọng hơn đối với ngành. Thì sổ tay blockchain Lanixess sẽ phục vụ như một cái hồ sơ kín và không thay đổi của tất cả các giao dịch vận tải hàng hóa, nổi lên như là nguồn đáng tin cậy nhất cho cái tình báo kinh doanh trên toàn bộ cái vận tải hàng hóa này. Thì ở đây nó kết hợp giữa shipper và carrier. Thì blockchain sử dụng một blockchain cái ASIC này, toàn bộ tính bảo mật và toàn bộ dữ liệu vào các lĩnh vực vận chuyển hàng hóa và hậu cần không tổ chức nổi tiếng. Thì bằng cách sử dụng các hợp đồng thông minh trên số cái bất biến của blockchain, thì các nhà chủ hàng và các hãng vận tải có thể giao dịch trực tiếp với nhau, bỏ qua các nhà môi giới vận chuyển hàng hóa đắt tiền của bên thứ ba. Thì block ASIC xác minh và lưu giữ tất cả các dữ liệu và tài liệu quan trọng liên quan đến cái vận chuyển hàng hóa, bao gồm hợp đồng của người sử dụng, chứng chỉ bảo hiểm và số đăng ký của Bộ Giao thông Vận tải DOT, và thông tin về giấy phép lái xe thương mại CDL trong quá trình vận chuyển, định số ghế chép của Lanixess lưu trữ và lưu trữ dữ liệu quan trọng trong thời gian thực, bao gồm cả bằng chứng nhận theo dõi của vị trí GPS và quản lý ngoại lệ và bằng chứng phân phối. The Lanixess token đóng vai trò một như một cái khóa API cấp quyền truy cập vào cái hệ sinh thái blockchain của cái Lanixess này. Đây là cái hệ sinh thái của Lanixess, các bạn có thể tìm hiểu xem qua về cái vận hành và sử dụng cái hợp đồng thông minh smart contract ở đây, và những cái vận tải giao thông vận tải và những người lái xe CDL. Thì ở đây đã xác minh trên blockchain ETA trước khi nhận hàng, tài liệu integrity real time, thời gian thực, khả năng hiển thị trong quá cảnh zero vision arrival, bằng chứng giao hàng, xếp hạng ký hiệu suất của nhà cung cấp, chứng nhận bảo hiểm carrier TOT và driver CDL. Thì lợi ích của blockchain này là công nghiệp đầu tiên của công nghiệp vận tải tuyệt đối cần cho các broker trên bên 3RD, hồ sơ nhập khẩu của Immutable và tuyệt vời là tối thiểu tranh chấp trình bày giao hàng, AI thẩm quyền cho các lot, năng lực có SAVN báo cáo đơn giản cho các quy định. Thì mã thông báo của chương trình dự án này, thì sức mạnh của mã thông báo của tiện ích của ASIC, mã thông báo AXAS đóng vai trò là cổng vào sổ kế toán không thay đổi của LAN ASIC, được hóa khóa kỹ thuật số vào khối chuỗi LAN ASIC. Mã thông báo tiện ích ASIC sẽ hoạt động như một cái khóa truy cập của API, cũng như một cái phương tiện giao dịch dịch vụ, các tính năng và phần thưởng trong hệ sinh thái khối chuỗi LAN ASIC này. Thì sẽ 5% dành cho Pre-Sale bán trước, Cloud Sale là 20%, đội team là 10%, cộng đồng hậu cần là 2%, dự trữ là 15% và tiền thưởng là 2%. Đây là lộ trình của dự án này. Tháng 7 2014 thì bắt đầu cái bài sáng chế nền tảng tối ưu nhà cung cấp và chuyển phát trong thời gian thực. Thì tiếp đó là xây dựng cái hệ thống Lanixess này quý 4 2014 và thử nghiệm hệ thống beta quý 1 năm 2015 đến quý 4 2015. Thì trong hiện tại nó đã thành lập cái nhóm blockchain cho Bubble and Lanixess, thì ra mắt cái Bubble này vào quý 3 2017. Thì quý 3 2018 bắt đầu ra cái trang web mã thông báo lanixess.io này và bán trước và bán hàng đám đông. Và bắt quý 3 thì nó quý 1 2019 thì đã ra mắt cái sáng kiến tiếp thị để xây dựng các cộng đồng. Quý 3 2019 kiểm tra beta chuỗi khối bảo hiểm. 2020 thì nó sẽ thanh toán cái Lanixess
được để lên mạng để thanh toán ngay cho các nhà cung cấp từ cái vụ mã thông báo này. Thì chợ 2021 thì sẽ nhà cung cấp đầu tiên đăng cái khả năng sẵn vào mạng quý 4 2021 2022 mở rộng ra toàn cầu. Thì biểu mẫu tải thông minh đầy để cái khối hợp đồng thông minh chuỗi khối cho xe tải tự động cho cái tải trọng thời gian từ đầu tiên với cái giải pháp chuỗi logic. Thì đây là đội ngũ của cái dự án này, CEO là Rick Budonet, chủ tịch Lars Patterson, Jacob Patterson, CTO Maxon Bennett, tích hợp blockchain, giám đốc truyền thông là Andrew Rivera, phó chủ tịch hoạt động vận tải là Matt Jun, phó chủ tịch hạ bán hàng là Glenn Johnson, điều hành là Gray Hay, kỹ sư blockchain cấp cao là Aman Singh, kỹ sư blockchain DVC Jindal, Andy Siha chuyên chấp tiếp thị blockchain, ICO bán hàng lý bán hàng là Parag Nimi, đội bán hàng là Tom Red, đội bán hàng Alex William, David Perrin quản lý kinh doanh, Mark William quản lý phát triển kinh doanh, hoạt động của công ty là Megan Jones, Sepia Blatt, Charles Seller, Kimo Mahali chiến lược tài chính, John Gobi chiến lược tài chính, Ali Vanet điều phối viên logistics với đội ngũ cố vấn cũng có ông Christiania, Annie Hang, Mary Hang, Sully, Kevin Morgan, David Lee, Jonathan Millet, Dan Zemik Fick, Christina Rivera, Rachel Levy. Các bạn có thể tham khảo thêm một số tài liệu về cái dự án này qua paper. Thì nhóm Alan Sik đang đi khắp thế giới trong một cái nhiệm vụ chuyển đổi giao thông thông qua blockchain, tham gia cùng chúng tôi trên đường. Chúc các bạn đi sâu chi tiết về giải pháp blockchain này cho vận tải giao thông và vận tải giao nhận. Đó là tất cả về shipper và trực tiếp kiểm tra lịch trình du lịch toàn cầu chúng tôi, và chắc chắn để các bạn có thể xem qua về những cái event của dự án này tại Thượng Hải, London, Singapore, Sydney, Tanzania. Ví dụ như blockchain tại Trung Quốc, Thượng Hải, 12 tháng 4 2018, tuần lễ blockchain quốc tế Trung Quốc, giám đốc điều hành khách mời là Rick Burnett. Trên đây là cái hòm mail, các bạn có tự thắc mắc thì có thể gửi về hòm mail info@lanexic.io hoặc theo dõi cái dự án này qua các mạng truyền thông như Twitter, Facebook, YouTube, Medium, Bitcoin. Thì trên đây là cái video của mình review đánh giá về dự án Lanaxic này. Thì dự án này đang trong quá trình bán tư nhân private, thì các bạn thì tham gia ngay giờ nhận được cái ưu đãi tốt nhất về cái dự án này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.